Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Milafor và hôm nay em Sơn xin giới thiệu từ quý vị anh chị bộ Android Auto Box nhưng đây là phiên bản Android Box mới nhất à, có thay đổi một chút về bên ngoài, thay đổi một chút về chút về bên trong à, bên ngoài thì thêm cổng kết nối bên trong thì giao diện đẹp hơn và chạy Android 10 và bây giờ thì không để quý vị anh chị chờ lâu em sẽ bóc hộp để quý vị anh chị cùng xem và đây là hộp của bộ box này nhân vật chính của chúng ta đây. À, ngoài ra thì các cái dây kết nối như là dây cổng USB Type C này, à, khoe khe khe gắn à, khoe chọc sim và cổng USB cổng chuyển đổi USB Type C vì bây giờ một số dòng xe mới thì nó sẽ không dùng cái USB thường nữa mà chuyển sang Type C à, nhân vật chính của chúng ta đây à, vừa lòng bàn tay to hơn một chút ở bề mặt trước của bộ bóc này thì thiết kế rất là bóng đẹp ở đằng sau là các cái khe tản nhiệt các cái khe tản nhiệt đây ở hai bên sườn cũng là các cái khe tản nhiệt quý vị chị có thể nhìn thấy đây hai bên sườn này khe tản nhiệt và cái kết nối thì bộ Android box này vẫn có kết nối là cổng USB Type C để kết nối với xe này khe gắn sim và khe gắn thẻ nhớ thì ở cái thiết bị này nó đã thông minh hơn rất là nhiều tức là khe gắn sim đã là khay chứ không phải là cái khe như cái thiết bị Picasso mà đợt trước em có review đấy thì cái này nó sẽ giúp cho quý vị anh chị mình gắn sim nó chuẩn chuẩn hơn và chắc chắn hơn. À ngoài ra thì ở hai bên các cái các cái bên sườn này ở đằng sau này là các cái khe tản nhiệt nó giúp cho tản nhiệt tốt hơn và đặc biệt ở phía đằng sau là một cổng HDMI. thì cái cổng HDMI này nó sẽ nó giúp cho các cái xe mà có màn hình gối đầu ấy, đấy thì mình có thể ao cái tín hiệu từ cái bộ box này qua màn hình gối đầu để cho hỗ trợ cho người đằng sau xe mình xem và phụ kiện của nó thì một cổng USB Type C si như thế này, thì uh, USB Type C si, cái thiết kế này cũng rất là hay đây, quý vị chỉ thấy nó vuông như thế này, hình chữ L như thế này thì mình cắm vào mình sẽ hạn chế được cái việc là bị hỏng cái dây này và ngoài ra thì có một cổng uh, chuyển đổi USB sang uh, Type C, si. uh, một khe một cái que chọc sim đây như thế này, à. và mình sẽ chọc sim ra như này, đấy thì mình sẽ gắn sim uh, gắn nano sim vào, gắn nano sim vào cái à, vào đây thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều và không bị nhầm lộn đầu sim. đó, Đấy như vậy đây thiết kế của nó đây rất là hay, vẫn vẫn đầy đủ các kết nối như khe gắn sim 4G này, kết nối wifi, kết nối bluetooth, phát à, wifi à, cho cả xe mình dùng, rồi kết nối với android auto không dây, à, các cái ứng dụng mình dùng như là à, youtube này, dẫn đường, định vị việt map, rồi navitel À, chia đôi màn hình rất là nhiều ứng dụng ở trên này à, và quan trọng là cái thiết bị này nó dùng cái hệ điều hành là Android 10 chạy nó mượt hơn nhiều và giao diện các icon của nó rất là đẹp và ngay bây giờ thì em sẽ ra xe cắm vào xe kết nối vào xe để quý vị chị mình cùng xem và em sẽ review cái hoạt động của bộ bóc này nhá À, và để thiết, kết nối cái thiết bị Android Auto Box này vào xe thì à, vô cùng đơn giản à, Khi bán ra thì bên em đã cài đặt đầy đủ rồi à, Quý vị anh chị mình về thì mình không cần phải làm bất cứ một thao tác nào Mình chỉ cần đơn giản như thế này thôi à, Cắm cái dây USB Type-C si theo, à, theo box này <laughs> Cắm kết nối vào box Đó vào cái cổng này Quý vị anh chị thấy ạ? rất là gọn gàng à, Sau đó thì mình kết nối vào cổng USB của xe ở đây là em đang thực hiện trên một chiếc xe Ford Ngoài ra thì các cái xe khác mà có uh, CarPlay thì đều có thể kết nối được Và để gọn vào đây Đó như vậy là xong Như vậy là nó đã hoạt động Và anh chị không cần cài đặt bất kỳ một uh, ứng dụng gì hay, hay là kết nối như thế nào cả Chỉ cần cắm vào như vậy là xong ạ Và khi kết nối bộ bóc với màn hình của xe Thì đây là màn hình sinh ba của xe Ford uh, Quý vị anh chị nhìn thấy chưa ạ Cái uh, giao diện của nó khá là đẹp Và bắt mắt các cái nút icon này rất là đẹp Và đây anh chị thấy đấy ạ rất là mượt mà luôn đấy em vuốt này vuốt rất là nhẹ nhàng mượt mà đấy di chuyển các cái thao tác các cái nút bấm rất là mượt mượt đó đó là phần cái giao diện của cái xe à, của cái bộ bóc này và các icon nhìn rất là đẹp và hơn cái thế hệ cũ rất là nhiều đúng không ạ và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem qua cái cấu hình của bộ Android Box này. <laughs> Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái hệ điều hành của Box này. Thì box này nó đang được được uh, tích hợp là hệ điều hành Android 10.0. Uh, tức là cái phiên bản Android tương đối là mới ở bây giờ. Uh, các cái điện thoại đời mới thì cũng chỉ đang dùng đến là Android 11 thôi ạ. Nhưng bộ box này nó đã dùng đến Android 10 rất là mới. Uh, hệ điều hành càng mới thì nó chạy càng mượt và nó, nó tối ưu rất là tối ưu cái 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 hiệu năng sử dụng. Và thứ hai nữa thì chúng ta sẽ xem cái uh, cái phần uh, cấu hình cấu hình thì em đã cài sẵn một phần mềm ở trên này thì quý vị anh chị hoàn toàn có thể mình có thể cài được ở trên cái box của mình và các điện thoại để xem cấu hình của mình. Thì đây, à, quý vị anh chị có thể thấy là OS này 10.0 này. À, chúng có thể xem CPU là tên nó là gì và 8 nhân và bộ nhớ RAM là 4GB. Đó. Và bộ lưu trữ là 64GB. 64GB. Đó, đó là toàn bộ về cái phần cái cái thông số cái cấu hình của của cái bộ Android Auto Box này quý vị anh chị nhé Android 10 uh, chip 8 nhân RAM 4G và bộ nhớ là 64G rất là mạnh mẽ và chạy nó rất là mượt ở trên màn hình này bảo sao mà cái uh, thiết bị này gắn vào xe chạy mượt thế vì bộ nhớ nó rất là mạnh bộ xử lý rất là mạnh ạ và nói đến Android box thì chúng ta không thể nói đến các cái khả năng kết nối của nó vì đây nó mới là cái cái yếu tố quyết định cái độ thông minh và quyết định cái việc của anh chị mua cái box này không ạ. Thì với cái bộ box này nó có kết nối 4G này. có kết nối Wi-Fi, có kết nối Bluetooth và đặc biệt là nó có thể phát Wi-Fi cho cả nhà mình dùng khi mình đi trên xe. Đây em sẽ vào cái phần À, mạng với internet này nó có này wi-fi này mạng di động này cái này em đã cài sim sẵn rồi à, điểm phát sóng wi-fi này đó rất là nhiều đúng không ạ thì cái này nó là cái tính năng vô cùng hay nó tích hợp hoàn toàn nó sử dụng độc lập và không cần phải thông qua bất kỳ một thiết bị nào và ngoài ra nó còn phát wi-fi cho cả gia đình mình dùng như đây em đã gắn sẵn một cái sim 4g đây rồi quý vị anh chị thấy đây này đó, nó sẽ uh, có hiển thị cột sóng 4g cột wi-fi cột bluetooth ạ đấy mình có thể là phát wifi để dùng cho cả xe mình dùng được ạ Tại mình nếu muốn phát wifi thì mình chỉ cần đơn giản thôi vào cái phần mạng này và phần uh, điểm phát sóng này đó đấy là mình vào trong còn ngoài ra ở ngoài mình có thể là uh, thiết kế uh, có phím tắt rất là nhanh đấy kéo xuống uh, kéo theo bên này đấy bật cái điểm phát lên là xong đấy, rất là đơn giản đúng không ạ Rồi, và chúng ta sẽ đi xem qua cái cách mà cái bộ carplay android auto box này nó hoạt động như thế nào thì đây là cái giao diện của nó thì anh chị có thể là anh chị nhìn cho em ở trên này nó có một cái bong bóng này đó mình mình muốn sử dụng cái gì thì mình bấm vào cái bong bóng đấy thì trên cái bong bóng này nó sẽ có là vài cái menu thứ nhất menu nhất là thoát về màn hình của xe này đây em sẽ thử luôn thoát về màn hình của xe này đấy nó sẽ thoát về màn hình sinh ba của xe hoặc là các cái hãng xe khác thì nó sẽ thoát về màn zin của xe đấy ngoài ra thì nó có thêm các cái chức năng như là tối ưu bộ nhớ này à, chạy song song hai ứng dụng này đó chạy song song hai ứng dụng này và ngoài ra nó còn có thêm là cái lệnh ra lệnh điều khiển cho bộ bóc này bằng giọng nói ở trên này hoặc là ngoài ra thì mình có thể bấm cái nút ra lệnh giọng nói ở trên bô lăng của xe và hầu hết các cái hãng xe mới bây giờ họ đều đều thiết kế là có cái 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 nút ra lệnh giọng nói ở trên xe và cái bộ này nó tương thích hoàn toàn à đây là nút quay lại này đang dùng các bộ gì đó mình quay lại và đây là trở về màn hình chính của xe à rất là thông minh và rất là tiện dụng đó quý vị anh chị không cần phải thao tác nhiều một nút bấm thôi là muốn giao lệnh cho nó như thế nào thì nó sẽ hoạt động như vậy ờ, nó có thể là thoát về màn chính này quay về carplay này đấy ngoài ra thì có thể là ở bên menu bên trái này thì nó đã ở bên trái này thì nó hiển thị các cái tác vụ mình vừa dùng mình có thể truy cập nhanh hoặc là mình bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các cái cái app của xe của mình đấy, rất là rất là đơn giản đúng không ạ đấy, em dùng rất là dễ chịu rất là dễ và khi mà quý vị anh chị mình mua về thì mình dùng nó cũng rất là đơn giản thôi. À, trên bộ bóc này thì được cài đặt những ứng dụng gì? thì tất cả những cái ứng dụng gì có trên của hàng ch play ch play thì mình đều có thể cài vào đây được. đó những cái ứng dụng mà anh chị có thể là là mình dùng làm sao cho nó phù hợp với công việc và đặc thù của mỗi khách hàng. À, em sẽ thử một vài cái app cơ bản ví dụ như là YouTube youtube là cái không thể chiếu được Khi mà mình đi trên xe rồi Đây là một ứng dụng để hỗ trợ cho quý vị anh chị Mình giải trí rất là tốt Đó, Đây là YouTube Đây em sẽ thử luôn Cho tí âm thanh Đó đúng không ạ Em xin phép là tắt âm thanh để khỏi bị bản quyền Và YouTube này thì nó có thể kích Kích lên đến độ phân giải là 1080 được ạ Nó tùy theo cái chất lượng mạng Đây em sẽ thử cho lên 1080 để quý anh chị xem. Đây, đấy rất là nét đúng không ạ? Đó, em gái thì rất là xinh, đấy vừa đi xe mà người ngồi bên cạnh xem các thứ thì rất là ok đúng không ạ? Còn lái xe thì không nên, em khuyến cáo là lái xe thì mình không nên uh, xem. Đấy ngoài ra đấy là YouTube này, anh chị có thể cài thêm app như vậy. mình có thể xem TV trực tuyến của VTV giải trí hay là IPTV, cái đấy để mình hoàn toàn có thể cài được, uh, cái quan trọng nữa là cái cái phần bản đồ. Bản đồ thì ở đây trên Android họ đã cung cấp sẵn cho quý vị anh chị là cái Google Map. Google Map thì rất thông minh rồi, ai cũng biết rồi, đúng không ạ? À, mình có thể ra lệnh cho giọng nói tìm kiếm các thứ như nào. Đấy thì một lát nữa em sẽ thao tác. Thứ hai nữa em sẽ cài thêm cho quý vị anh chị bản Navitel. Navitel là phần mềm bản đồ của Việt Nam, nó cũng rất là đa dạng và rất là dễ sử dụng. Đây, đấy đây là Navitel và một ứng dụng cuối cùng cũng rất là cũng không kém phần quan trọng đấy là Việt Map đấy cái này thì nó sẽ hỗ trợ nó là phần mềm của Việt Nam và em đã cài phần mềm Việt Map bản quyền vĩnh viễn cho quý vị anh chị nhé anh chị không phải lo về cái vấn đề cập nhật hay là vấn đề bản quyền thì cái Việt Map rất là hay là anh chị đi đường xa đường dài nó sẽ báo tốc độ này à, báo giới hạn tốc độ và cảnh báo à, bắn tốc độ đấy thì nó sẽ theo cái phần mềm này dùng rất là thuận tiện luôn đúng không ạ đó đó là những cái app mà cơ bản mình có thể mình mình cần có và ngoài ra anh chị có thể cài thêm Zalo, Facebook rồi uh, TikTok các thứ. Đây, TikTok đây, đấy. Thì nó về thứ nhất là về phần giải trí, thứ hai là về phần uh, uh, hỗ trợ công việc thì là anh chị cần gì thì anh chị sẽ cài cái đó vào. Rất là ok đúng không ạ? Cái tính năng uh, tìm kiếm và ra lệnh cho box này bằng giọng nói và hoàn toàn bằng tiếng Việt thì em sẽ thử luôn để quý vị anh chị mình cùng xem ạ đầu tiên thì em sẽ kích hoạt cái tính năng đó mình có thể kích hoạt bằng cách là bấm vào cái micro ở trên này hoặc là kích hoạt bằng nút ở trên vô lăng tìm quán cơm gà gần nhất tôi tìm thấy một vài địa điểm cửa hàng bán thức ăn ngon gần bạn đó đó là mình sẽ tìm cái quán cơm mà nó sẽ link đến Google Maps để nó sẽ dẫn đường cho mình đi đến cái nơi mình cần đến này Thứ hai nữa là gọi điện Gọi điện 0928166789 Đang gọi đến số 0928166789 Đây nó sẽ thao tác là thực hiện cuộc gọi ở trên Ở trên cái bóc này luôn Vì cái bóc này em đã gắn SIM rồi Đây nó sẽ gọi sang cái máy điện thoại của em Đó rất là thuận tiện đúng không ạ Đấy anh chị có thể là thao tác cuộc gọi nhắn tin à, rất là thuận tiện đấy, ngoài ra thì mình có thể là mở bất kỳ một cái app gì ở trên cái bộ bóc này đều được à, à, ví dụ như là anh chị muốn mở nhạc mở youtube chẳng hạn mở nhạc tiền chiến youtube đây là tiền chiến đó đúng chưa đấy nó sẽ uh mở youtube cho quý vị anh chị. ngoài ra anh chị có thể mở bất kỳ một ứng dụng gì chỉ cần ra lệnh cho nó là xong. mở navitel. đây mở bản đồ navitel. mở, mở navitel. đang mở navitel. đó quý vị anh chị thấy chưa ạ? rất là uh, nhanh gọn. hoặc là mình có thể dùng TikTok. Mở TikTok. Đang đó, ngon chưa Đấy, thì là hoàn toàn là Anh chị muốn cái gì thì anh chị chỉ cần Ra lệnh cho nó bọn nói nó sẽ hiểu Và nó sẽ mở đáp ứng cái uh, Yêu cầu của anh chị rất là nhanh gọn Đúng không ạ Thông minh thì còn phải Thông minh hơn nữa khi mà nó phải đáp ứng được thêm các cái nhu cầu của của chủ xe à, với cái bộ bóc này thì có thể là chia đôi màn hình nó sẽ chia đôi màn hình ra chạy hai app hai bên để cho chủ xe mình vừa có thể là giải trí nghe nhạc xem video rồi mình có thể là uh, dùng bản đồ dẫn đường em sẽ thử luôn tìm cây xăng gần nhất đây em sẽ uh, tìm một cái uh, uh, cây xăng này đây em sẽ chỉ đường đến cây xăng à, Nhầm nhầm bấm vào nút gọi mới rồi à, Đây à, bấm vào chỉ đường Đấy mình sẽ đi đến Giả sử tình huống là mình sẽ đi đến một cây xăng uh, Đang đi tìm cây xăng Đúng không ạ Và ngoài ra thì anh chị vẫn muốn giải trí Ở trên đường đi chẳng hạn Thì mình sẽ vẫn là Mở Youtube Đấy thì đây là cái 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 uh, app hai app nó đang chạy đúng không ạ đấy thì nó bình thường thì nó sẽ đè lên nhau và dùng cái lọ thì tôi cái kia nhưng với bộ bóc này thì hoàn toàn là anh chị có thể là dùng hai app cùng một lúc luôn đấy anh chị chỉ cần bấm vào cái nút bong bóng này nhá Nút bóng này mà mình bấm vào cái biểu tượng màu tím tím ở đây đây màu tím đây đấy em sẽ thử lại luôn bấm vào đây đó và nó sẽ chia ra và anh chị chỉ cần bấm vào cái phần map này Đấy, thì như vậy là vừa xem vừa giải trí xem YouTube vừa dùng Google Maps dẫn đường và vô cùng thuận tiện đúng không ạ vô cùng thuận tiện đúng không ạ đấy đây là một cái tính năng rất là hay mà mà không có thiết bị nào nó có thể đáp ứng được cái tính năng này kể cả anh chị dùng cắm điện thoại vào dùng CarPlay trên điện thoại cũng không thể có tính năng này được đây là một tính năng vô cùng hay đấy dành cho các cái xe mà màn nhỏ đấy còn nếu như mà những cái màn to như là Kia Sorento nó dài ngoằng lên đây này thì còn phê nữa màn hình nó còn đầy đủ nữa đúng không ạ rất là tuyệt vời đúng không ạ à, thiết bị này nó cũng rất là tương thích với các cái thiết bị gắn sẵn ở trên xe ví dụ như là cam 360 có rất nhiều quý vị anh chị hỏi em câu hỏi là khi mà dùng cái bộ bóc này thì cam 360 trên xe nó có chạy được không đây em sẽ thử luôn cho quý vị anh chị ví dụ mình đang dùng như thế này đúng không ạ mà cam 360 của mình hoạt động đây đấy khi cam 360 của mình hoạt động thì sao ạ Đây nó vẫn lên màn bình thường nhạc nó vẫn chạy đúng không ạ nhạc nó vẫn chạy à, khi mà mình không dùng nữa Khi mình không dùng nữa thì khi mà nó tắt cam 360 đi thì nó sẽ về chuyển về cái màn hình hiện tại đấy, rất là thuận tiện và nó không ảnh hưởng gì đến bất kỳ một cái thiết bị nào ngoại vi nào của xe mình như cam 360 hay các thứ đây quý vị chị thấy đấy, dùng cái này thì rất là thích đấy nó và nó chuyển trạng thái chuyển chế độ rất là nhanh luôn đấy, rất là ngon lành và anh chị không phải à, à, không bị ảnh hưởng quá nhiều trong cái việc mình sử dụng xe khi à, mình dùng cái bóc này À, cuối cùng, à, cuối cùng thì là một tính năng mà không thể thiếu, không thể thiếu khi mà quý vị anh chị mình dùng bộ cáp và cáp play bóc và phải kết nối với điện thoại. thì cái bóc này nó có khả năng là kết nối với điện thoại của quý vị anh chị, anh chị đang dùng thông qua là giao thức là cáp không dây. Đấy, thì quý vị anh chị mình chỉ cần kết nối bluetooth cái điện thoại của mình với cái bóc này là xong và mình hoàn toàn có thể là điều khiển và truy cập vào điện thoại của mình rất là dễ dàng thế như ở đây em đã kết nối bluetooth với bóc rồi nhá bây giờ thì em muốn truy cập từ cái màn hình này vào điện thoại của em chẳng hạn để đọc tin nhắn hay các thứ chẳng hạn thì mình chỉ cần bấm vào một cái cái phím tắt ở đây carplay đấy và nó sẽ kết nối với nó sẽ kết nối điện thoại với xe ô tô à với bóc này thông qua cái giao thức là carplay không dây đó và mỗi một lần anh chị đi chỉ cứ cắm nguyên bóc ở đây và lên xe bật bluetooth điện thoại lên là hai cái thang này nó sẽ kết nối với nhau và nó hoạt động rất là uh, gọn gàng và dứt khoát và rất là chuẩn chỉ riêng biệt không ông nào chèn vào ông nào đó đấy quý vị anh chị thấy ạ đấy thì và bây giờ thì là cái bóc này nó đang dùng trên cái điện thoại của em đấy nó đang truy cập vào điện thoại của em thì có thể là uh, truy cập vào uh, tin nhắn này viber zalo gọi điện thoại từ trên điện thoại này ngoài cái sim kia ra đó quý vị chị thấy chưa ạ Đấy, thì như vậy thì là là nó rất là cái ứng dụng này nó rất là thông minh đúng không ạ? Đấy em đang thử một cái app ở trên điện thoại. Đấy, nhưng mà vì điện thoại của em nó đang dùng cái sim 4G này nó hơi hơi đơ đơ vì sim sim xịn cắm vào trong bóc này mất rồi. <laughs> Đó, và mình muốn thoát ra chẳng hạn thì đơn giản thôi, thoát về đây là xong. Đó, đấy đúng không ạ? Đấy rất là thuận tiện và À, ngon lành à, anh chị không cần phải dùng bất kỳ một cái gì nữa mà chỉ cần có bộ bóc như thế này vào là giải quyết được mọi vấn đề à, hỗ trợ về công việc này hỗ trợ về à, về giải trí này gia đình này đấy rất là ngon lành và qua vừa qua một vài phút vừa rồi em đang cho chạy cái bóc này thì à, em sờ vào đây đấy xe xe em không hoạt động không có điều hòa đấy nhưng mà sờ đây thì nó chỉ hơi âm ấm, ấm 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 thôi đúng không ạ Đấy thì cái bóc này nó 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 tản nhiệt rất là tốt luôn, tản nhiệt rất là tốt luôn. Đây, quý vị chị có thể thấy khi mà cắm vào thì có một cái đèn đèn đỏ sáng là đèn báo nguồn này, đèn chớp chớp xanh này là đèn mà báo đèn chớp xanh là đèn báo tín hiệu GPS và tín hiệu 4G. Đấy rất là ngon lành và nói chung là nhìn nó rất là ok cái bóc này. Đấy cất vào đây, gọn gàng và coi như là quên nó đi đó như vậy vừa rồi thì em Sơn vừa có giới thiệu cho quý vị anh chị một cái loại bóc Android Auto mới nhất bây giờ thiết kế mới rồi hệ điều hành mới Android 10 ram 4g bộ nhớ 64g và chip 8 nhân rất là ngon lành đúng không ạ và nếu như quý vị anh chị mình đang có nhu cầu muốn mua và đang tham khảo hay cần tư vấn thêm thì hãy gọi điện cho em Sơn theo số điện thoại em để ở trên màn hình video nhé và dạ vâng và cảm ơn quý vị anh chị đã xem video ạ